Thưa quý vị, đuối nước là tai nạn thương tâm nhưng rất phổ biến, đặc biệt ở trẻ em. Hàng năm đuối nước tước đi mạng sống khoảng 2.000 trẻ và Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á. Để phòng tránh đuối nước cho trẻ, ngoài việc dạy trẻ biết bơi thì các kỹ năng về sơ cấp cứu ngạt nước cũng hết sức cần thiết. Mục Trà Trưa hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này. Những buổi tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu như thế này hết sức cần thiết cho các em học sinh. Nguyên tắc hàng đầu của sơ cấp cứu đuối nước là khẩn trương đúng phương pháp. Theo đó, cần kêu gọi sự hỗ trợ để đưa người bị nạn lên bờ, không tự ý nhảy xuống nước nếu không biết bơi và chưa được huấn luyện cách đưa người bị nạn còn tỉnh lên bờ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Sau đó, cần thực hiện cấp cứu tại chỗ, sử dụng phương pháp ấn tim ngoài lồng ngực với tần số khoảng 100 lần một phút, kết hợp với khai thông đường thở, hô hấp nhân tạo cho người bị nạn. Có thể nhờ sự hỗ trợ của nhiều người, thực hiện theo chu kỳ 15 đến 30 ấn tim, hai lần hà hơi thổi ngạt cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh và được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Thì em cảm thấy rất là bổ ích cho cuộc sống. Có gì sau này mình đi chơi đâu đó, mình thấy ai bị bệnh mình sẽ giúp họ. Mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Cái buổi tập này giúp cho mấy bạn học sinh biết được cách để cứu người khi đuối nước. Và khi mà em lên làm cái đó, em cũng nắm được một phần để giúp người. Thưa quý vị, hồi sức cấp cứu ban đầu là một trong những bước rất là quan trọng để có thể cứu sống nạn nhân bị đuối nước. Nếu bước này mà chúng ta thực hiện chậm trễ thì có thể gây thiếu oxy não cho bệnh nhân và khó cứu sống bệnh nhân về sau này. Để hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ Tạ Quang Thịnh, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai. Dạ thưa bác sĩ, thì trong cái cấp cứu đuối nước thì điều quan trọng nhất là gì ạ? Trong cái nạn nhân mà bị đuối nước thì người ta ở dưới nước quá lâu, người ta không có thể lấy được cái oxy trong không khí để không có thể tự thở được, cho nên thiếu oxy là cái quan trọng nhất trong cái hồi sức cấp cứu ban đầu của bệnh nhân ngạt nước. Mình phải cung cấp đủ oxy và cái lượng cái cơ tim bắp nuôi máu ra ngoài cơ thể và phân bố cái oxy đó, thì cái việc đầu tiên của mình đó là phải hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực để bảo đảm được cái lượng oxy trong máu và đưa cái lượng oxy đó ra toàn cơ thể để nó nuôi sống cơ thể trước, là cái quan trọng nhất đầu tiên trong cấp cứu ngạt nước. Dạ thưa bác sĩ, thì thông thường thì khi mà cứu cái người bị đuối nước lên khỏi nước xong rồi thì chúng ta thường có cái động tác là xốc nước cho bệnh nhân. Vậy thì cái động tác này có đúng hay không, và bác sĩ có khuyến cáo gì cho người dân trong cái việc xốc nước cho bệnh nhân bị đuối nước ạ? Như đã nói lúc đầu tiên ha, thì cái đầu tiên quan trọng nhất mình vẫn phải là cung cấp oxy cho nạn nhân. Thì cái việc đầu tiên mình phải làm đó là hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Còn cái việc xốc nước nó không có thể nào mà cung cấp đủ cái lượng oxy cho bệnh nhân, và cái lượng nước vào trong phổi thứ nhất là nó không có nhiều tới mức chèn ép phổi gây ra, cho nên cái việc xốc nước là việc không nên làm, và phải làm việc đầu tiên là cung cấp oxy cho nạn nhân, tránh cái việc xốc nước để nó làm mất cái giai đoạn ban đầu để cung cấp đủ cái lượng oxy cho bệnh nhân để nạn nhân có thể hồi tỉnh lại, giảm thiểu cái nguy cơ biến chứng do thiếu oxy não, thiếu oxy toàn cơ thể gây ra. Thường thì trong khoảng 5 phút là cái thời gian quý giá nhất. Nếu mà mình cung cấp đủ oxy trong thời gian này thì nó sẽ cải biến được cái tiên lượng rất là nhiều. Còn nếu như mà để quá lâu, quá 5 phút thì cái nguy cơ, cái khả năng cứu sống của nạn nhân thấp hơn nhiều so với, cho nên mình phải quý giá trong cái thời gian 5 phút đầu tiên. Dạ xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ.